Tranh Gỗ Minh Châu xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng bộ tranh Tam Đa Phúc Lục Thọ với kích thước là vuông 55cm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi và ván dày 2 phân, khung dày 3 phân. Được chúng tôi làm khung đặc biệt là khung kép rất là tỉ mỉ, kỹ càng và những đường hoa lá tây xung quanh cực kỳ là tinh xảo và đẹp. Với độ dày của chữ là 1/2, rất là nổ. Chữ này mà dát vàng lên thì thưa quý khách là không thể chê được. Đẹp mê hồn. Trang trí ở những cái phòng khách thì cực kỳ là tuyệt vời. Kể cả nhà hiện đại hay là nhà cấp 4. Tôi đo thực tế cho quý vị xem. À, thưa quý khách, lo là tận 56 rưỡi. Vào cung số đầu là lợi ích của tài vượng. Và đúng cái chữ đỏ là chữ nghĩa. Cái ván ở trong lòng này thưa quý khách là thì nó còn phải chui gân vào trong nữa. Ván của chúng tôi là rộng 36 cm, 35 cm, 35 cm, dày 2 phân bằng gỗ hương đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, chọn lọc không có một tí tì vết gì, không có một tí rác nào hết, đỏ che. Thưa quý khách, đây là chúng tôi vẫn đang để mộc, tất cả hàng là chúng tôi đang để mộc. À, có những khách ở gần có thời gian, một chút thời gian về ký duyệt được thì là an tâm nhất và yên tâm nhất, chuẩn nhất. Còn những quý khách ở xa thì chúng tôi vẫn cứ bảo đảm bảo hành cho quý khách là đều là hàng đẹp, hàng chất lượng, hàng chuẩn, dùng đời đời kiếp kiếp. Cái gỗ tốt này của chúng tôi thì dùng mãi mãi luôn. Và khi hoàn thiện sơn bóng lên thì nó bóng bẩy đẹp như thế này, quý khách miễn chê luôn, các cái vân veo của nó quằn quại. Thưa quý khách, là cái thợ sơn PU của chúng tôi đều là phải là thợ tuyển chọn hết, chứ không phải là như những cái cơ sở khác là phun bừa phun bãi. Đây chúng tôi đều màu của nó đều phải nổi vân màu tự nhiên, nhìn trong suốt, càng nhìn càng thấy đẹp cái độ quý giá của gỗ. À, thưa quý khách, là chúng tôi cũng chỉ sản xuất ra được khoảng vài chục bộ như thế này thôi. Quý khách nào mà thấy yêu rồi thì xin mời liên hệ luôn với chúng tôi để đặt hàng, chúng tôi hoàn thiện để cho kịp, chứ không là chậm chân là sẽ hết hàng. Xin mời quý khách đăng ký kênh của chúng tôi để được theo dõi tiếp những sản phẩm độc đáo. Và xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.